chúng tôi đưa ra chọn 24 đội cho giải năm nay là rất mong muốn là tất cả các đơn vị trong F-Shop đều có thể được tham gia. Cái thứ hai là F-Shop thì ngày càng tăng trưởng của con người, việc số lượng đội tăng lên so với các giải năm trước chứng tỏ là chúng ta đang phát triển. Lần đầu tiên tôi thấy số lượng nhiều như này thì sẽ chúc các đội làm sao là hoàn thành mục tiêu của ban tổ chức, lượng nó phải đầy đủ, các đội lúc nào có đầy đủ quân để thi đấu. Anh thấy là đến giờ thi đấu rồi mà còn nhiều đội vẫn đang còn thiếu quân. Mình xin thay mặt cho 24 đội trong F-Shop Thủ đô ngày hôm nay xin hứa sẽ thi đấu hết mình trên tinh thần fair play. Anh em mình 23 anh em xin thề nhá. 23 23 23 năm nay tổ chức rất là quy mô nhất từ trước đến nay, 24 đội tham gia, hứa hẹn chất lượng sẽ rất là tốt. Thực ra thì những đội mạnh nhất ứng cử viên vô địch năm nay là U9 hoặc là các đội FGA đều hợp lại thành một đội giá rất tốt, nên thử thách đối với U1 này rất là căng thẳng. Có rất nhiều các đội bóng tham gia là một điều rất là vui, chúng tôi có thể được giao lưu với nhiều đội, được cọ sát với nhiều đội, được đá với nhiều anh em, tiếp xúc với nhiều đối đá là một cách để anh em mở rộng cái mối quan hệ, rất là vui. Tuy nhiên về mặt khâu tổ chức còn một vài cái chưa được cụ thể, như là về phần chuẩn bị của anh em có thể là do lực lượng hơi ít người làm nó thiếu sót, âm thanh cũng như là số anh em giám sát sân nó chưa được rõ ràng lắm. Chúng tôi cũng mong muốn là mọi người cũng thi đấu hết mình, và chúng tôi cũng mong muốn là tìm kiếm được nhiều thêm cái nhân tố cho cái đội tuyển FPT Software trong các giải đấu của cấp tập đoàn trong năm 2017.